Hello Cảnh Vlog Cuộc Sống và mình xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại mình đang có mặt tại An Giang nè, cô chú anh chị và bạn để thiết kế xi ma nha. Để mình quay mình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem nha. Mời cô chú anh chị và các bạn mình vào trong mình tham quan trải nghiệm nha cô chú anh chị. ដំណាងបាទតតលិខិតនិមន្តចូលរួមអំពីសំណាក់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រជាអធិការរួមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តអបជុំវង្សាអំពីវេចចាស់ខាងខេត្តគៀងរាងបានដល់មកនៅបច្ច័យចូលរួមបបិញ្ញតសាលនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះមានចំនួន3លេខតំបច្ច័យចំនួន3លេខតំដូច្នេះហើយខ្ញុំប្រកាសអំណាចខ្ញុំសូមចំណុះពួកឯកណៈកម្មចាត់តាំងកម្មវិធី សូមប្រកេតពរដល់ព្រះអង្គគ្រូព្រះចៅអធិការសូមឲ្យព្រះអង្គមានប្រសិទ្ធភាពល្អបរិបូរណ៍ដើម្បីបំពេញសន្តានិងសូមជូនពរជូនបង្កសលនេះជូនពរចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តអំពីវេចចាស់ទាំងអស់សូមឲ្យជួបតានឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរំកតុទានមានបានជួបប្រទេសតានឹងពុទ្ធពរទទួលប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈផលៈកំបីគ្នាគ្នាខ្លាចជាប្រការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនា Mình đang trong tình yêu trong tình hành tự.
Hello Cảnh Vlog Cuộc Sống Ba Miền, xin chào quý cô chú anh chị các bạn nha. Hiện tại mình có mặt tại An Giang chùa Tà Phả nè, để mình tham quan, mình chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn cùng xem nhé. Chùa Tà Phả này nổi tiếng nhất ở An Giang nha cô chú anh chị các bạn. Để mình vào tham quan, mình quay, mình chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn mình cùng xem nhé. Chùa này rất là đẹp ha cô chú anh chị các bạn. Rất là đông du khách nha cô chú. Đây là khu du lịch Hồ Tà Phả nha cô chú anh chị các bạn.
Đây là hồ Tà Phạ nha cô chú anh chị các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.